đang rảnh nên Thấm vào bếp làm một món, đó là món kim chi dưa leo. Đây là một món kim chi cũng là thuộc dạng truyền thống của Hàn Quốc mà mình làm hôm nay, để lần đầu tiên mình làm món này để cho gia đình mình thưởng thức như thế nào, cái hương vị nó như thế nào, và mình học hỏi được kinh nghiệm từ mẹ chồng của mình, và sau đó mình cũng học hỏi nhiều người khác nữa, và mình thêm một chút vào một hai nguyên phụ liệu gì đó để có thể là có một cái hương vị nó mới hơn, nó ngon hơn. Nên hôm nay mình đã vào bếp làm thử một món này để coi cho gia đình mình ăn như thế nào. Nào chúng ta hãy cùng vào bếp thôi nào. Let's go. Và bây giờ Thấm xin giới thiệu nguyên phụ liệu để làm món kim chi dưa leo gồm có thành phần như sau. Thứ nhất, đó chính là không thể thiếu là dưa leo. Dưa leo ở Hàn Quốc khác với dưa leo Việt Nam mọi người. Rất là to, đấy, rất là dài mà rất là ngon mọi người. Đấy. Và thứ hai đó chính là lê. Thứ ba là củ hành, cà rốt, hành ba rô. Chúng ta không có hành ba rô, chúng ta sử dụng hành lá cũng không sao nha mọi người. Đây, ớt tươi. Và không thể thiếu đó chính là hẹ. Đấy, để làm kim chi. Và thêm đây là tỏi. Đấy, đây là mắm tép mọi người. Nếu ở Việt Nam chúng ta làm không cần mắm tép không sao. Mọi khi có mắm tép thì nó có một cái vị, đó là chuẩn vị của Hàn Quốc. Còn chúng ta không có cũng không sao mọi người. Còn đây là gạo mình nấu, dạng mình nấu như là bột gạo vậy đó mọi người. Đấy, mình nấu ra nhiều như cháo gì đó. Còn nếu mà người nào không có thời gian, chúng ta có thể là dùng bột nếp và cho một tí nước sôi vào khuấy đều cũng được nha mọi người, để nó có tác dụng tạo độ sánh cho cái dưa leo của mình, nó sệt, nó sánh thì nó ngon hơn. Và đây là đường, và đây là nước mắm. Đấy. Rồi đây là muối, muối hột để chúng ta làm dưa leo. Còn đây là không thể thiếu là ớt bột nha mọi người. Đấy, và tương ớt. Đấy. Và nguyên phụ liệu chúng ta chỉ có 7 thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào để làm món kim chi dưa leo thôi nào. Và bây giờ dưa leo, chúng ta sẽ sắc. Và tùy mọi người sắc hạt lựu cũng được, sắc hạt dạ cũng được, như mình làm sắc miếng dừa ăn nha mọi người. Tùy cái độ dài mình sắc cho nó vừa ăn. Đây. Mình sắc ra luôn, ăn để cho mọi người trong nhà có thể ăn luôn. Đó, mình làm theo cách của mình. Đấy mọi người. Và bây giờ mình đã sắc xong rồi, thì bước kế tiếp là chúng ta sẽ cho muối vào. Đấy, đây là muối hạt nè mọi người. Đấy, chúng ta cho muối vào. Cho muối vào, chúng ta trộn đều lên. Mọi người nhớ đừng cho muối nhiều quá nha mọi người. Nhiều quá nó sẽ mặn lắm. Đấy. Chúng ta sẽ cho muối vào, sau đó chúng ta sẽ để trong vòng 15 phút. Đấy. Chúng ta làm như thế nào cảm thấy cái ruột của dưa leo này mọi người nó có độ trong là ok. Xem như dưa leo chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ trong khi chờ đợi mình ngâm muối dưa leo thì chúng ta sẽ sắc cà rốt nhé. Cà rốt mình sắc hạt sợi mọi người. Mình đã sắc xong. Đấy. Mình cho vào thau, mình để mình chờ. Đấy. Và kế tiếp là hẹ mọi người. Hẹ mình sắc khúc nha mọi người. Sắc khúc vừa ăn. Chúng ta sẽ trộn chung với dưa leo.
Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế biến cái nước sốt nha mọi người. Đây, chúng ta chế biến nước sốt. Thứ nhất là củ hành nè mọi người. Đây mọi người, mình đã chuẩn bị một cái máy, máy xay sinh tố nè mọi người. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ xắt củ hành. Xắt sao cũng được mọi người, xắt sao mà để mình xay cho nó dễ là được. Là lê nha mọi người. Lê này thì mình, trái lê này nó to quá nên mình chỉ dùng một, làm dưa leo có bao nhiêu đây thôi thì mình chỉ dùng 1/3 cái trái lê thôi. Lê này mọi người tác dụng cho lên men nó nhanh đó mọi người, nên mọi người sử dụng vỏ luôn cũng chẳng sao, không có sao nha mọi người. Kế tiếp là hành ba rô nha mọi người. Kế tiếp là hành ba rô mình cho vào luôn. Đấy. Và cho ớt. Ớt này là tùy nhà nha mọi người. Mọi người thích ăn cay thì mọi người cho nhiều. Thì mọi người cho ít nhiều. Đấy. Sau đó mình cho một ít tỏi vào mình sắc đi mọi người, để nguyên củ cũng được, mình sắc cho nó mau, xay cho nó dễ, nó mau nhuyễn. Mà ngon á mọi người, kim chi á, nếu mà đúng hồi xưa người ta làm á là người ta không có sắc hay là không có xay đâu. Người ta bầm á mọi người, dập không phải bầm mà làm dùng cái cán người ta dầm dầm ra gì cho cái nước tỏi á nó thơm nó ngon. Đến mình cho tép vào, nhiều quá thì nó sẽ mặn nha mọi người. Mình sẽ cho hết cho thêm nửa chén nước mắm nhỏ nha mọi người. Sẽ cho 3 muỗng đường nha mọi người. Và bột ớt này cũng tương tự ớt kê, mình ăn cay thì mình cho nhiều nha. Mình cho 4 muỗng nha mọi người. Sốt rồi đó mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xả dưa leo nha mọi người. Đây, chúng ta sẽ đi xả dưa leo. Xả khoảng 3-4 lần vậy đó mọi người.
xả xong á, sau đó mình để gáo 5-10 phút thì mình hả trộn nha mọi người. Khoan hả trộn, trộn sớm thì là nó ra nước á, nó sẽ làm cái nước sốt của mình nó không có đậm đặc. Mình cũng có thể thử miếng dưa leo. Hết độ mặn không mọi người? Ngâm muối nó có độ giòn rất là ngon. Mình xả 3 lần được à. Chúng ta thử coi miếng dưa leo coi nó hết mặn chưa. Và bây giờ mình đã chờ đợi trong vòng 15 phút rồi mọi người. Dưa leo mình cũng đã gáo nước rồi. Và bây giờ là bước kế tiếp chúng ta sẽ trộn. Nha mọi người, chúng ta sẽ trộn. Mình sẽ cho hết cái phần nước sốt này. Chúng ta sẽ cho hết tất cả các cà rốt với hẹ vào. Chúng ta sẽ cho hết cà rốt với hẹ vào và chúng ta trộn đều. Chúng ta thấy cái màu không? Màu nước sốt rất là đẹp. Kim chi á mọi người thì có nhiều cách làm khác nhau lắm. Đấy. Chúng ta làm như thế nào mà chúng ta ăn cảm thấy là ngon giờ tùy khẩu vị chúng ta thôi. Có nhiều người làm cũng có dài, chỉ dài nguyên phụ liệu thôi là chúng ta đã làm ra được món kim chi cũng có luôn mọi người. Nhưng mà Thấm thì Thấm thích làm con này. Nó tuy nó hơi cầu kỳ một chút nhưng mà khi chúng ta ăn rồi cảm thấy rất là ngon. Đấy, chúng ta trộn đều rồi. Bước trộn đều này nó là xem như chúng ta đã hoàn thành cái món kim chi rồi đó mọi người. Sau đó chúng ta sẽ cho vào hộp và chúng ta để qua đêm một ngày. Chúng ta ăn liền cũng không sao, ăn liền thì nó không có độ chua. Chúng ta để qua đêm một ngày thì nó sẽ lên men đó mọi người. Đấy, nó lên men nó sẽ có độ chua. Và theo Thấm thì Thấm chỉ để một đêm thôi đặng cho nó có lên men thôi. Chúng ta sử dụng lê nó lên men cũng mau lắm mọi người, nên nó làm độ chua. Nếu mà chúng ta để mà 2-3 ngày thì sẽ rất là chua, đặc biệt là ở Việt Nam thì thời tiết rất là nóng nên nó sẽ mau lắm, mau lên men làm cho chúng ta nó chua quá thì nó sẽ không ngon. Đấy, thế là xong rồi. Đây, Thấm sẽ cho vào hộp để giữ chữ ăn trong tủ lạnh nữa mọi người. Và Thấm sẽ cho một ít ở ngoài để ăn liền đó mọi người. Quốc thì không thể nào thiếu kim chi mọi người. Đây là một món ăn là nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhưng mà chúng ta ăn kim chi á mọi người rất là tốt cho sức khỏe. Đấy. Chúng ta ăn kim chi á nó giúp chúng ta dễ tiêu hóa nè, đẹp da nè, rất là nhiều có công dụng mọi người.
không có chứa thằng nào chỉ là những cái vitamin của thì rau củ thôi, lên mang ăn là rất là ngon. Xin chào mọi người. Và bây giờ mình đã hoàn thành xong món kim chi dưa leo chuẩn bị Hàn Quốc rồi nè mọi người. Thấy có ngon không? Rất là hấp dẫn, màu rất là tươi. Đấy. Chúng ta sau đó chúng ta sẽ bảo để ở ngoài, chúng ta đậy nắp lại rồi để ở ngoài lên men một ngày. Theo thấm thì là lên men một ngày là nó sẽ có vị chua rồi, ăn rồi rất là ngon. Mình ăn lần từ từ rất là ngon. Còn nếu mà bạn nào muốn có muốn độ chua hơn nữa, chúng ta có thể để qua đêm 2 ngày 3 ngày. Rồi thì thích. Đặc biệt ở Việt Nam nếu mà thời tiết nóng thì chúng ta để 1-2 ngày thôi nha mọi người. Để nhiều quá chua ăn nó sẽ không còn cái khẩu vị ngon của dưa leo, cũng vị ngon của kim chi nữa. Vì thế và hôm nay Thấm đã chia sẻ cái công thức làm kim chi dưa leo đến với mọi người. Và hy vọng mọi người có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ vào bếp làm để cho gia đình chúng ta thưởng thức nhé. Mà mọi người ở Việt Nam hãy thử món kim chi ở Hàn Quốc rất là ngon mọi người. Ăn rất là tốt cho sức khỏe nữa. Chúng ta hãy ăn và thử coi nó như thế nào nhé. Và bây giờ Thấm xin kết thúc video tại đây. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và đừng quên hãy cho Thấm một like và nhấn vào nút kênh đăng ký để ủng hộ Thấm nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Annyeonghaseyo.